quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tự hào, Hưng Ly trở thành tân hoa hậu du lịch các quốc gia 2021, một năm đại thắng của nhan sắc Việt. Thí sinh Việt Nam Hoàng Hưng Ly vào top 5 được trao danh hiệu Miss Tourism Metropolitan International trong chung kết Hoa hậu du lịch quốc tế tối ngày 19 tháng 12. Năm nay, cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến nên Hưng Ly chưa thể nhận vương miện và giải băng Miss Tourism Metropolitan International Hoa hậu du lịch các quốc gia 2021. Ban tổ chức sẽ chuyển hai vật phẩm này đến thí sinh Việt Nam sau chung kết. Hưng Ly nói biết ơn, tự hào trước thành tích đạt được. Tôi vinh dự khi được mang một trong năm chiếc vương miện của cuộc thi về cho quê hương, cô nói. Chung kết Hoa hậu du lịch quốc tế năm nay diễn ra trực tuyến ở Malaysia với sự tranh tài của 50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Hoàng Hưng Ly được xướng tên vào top 5 cùng các thí sinh Indonesia, Nigeria, Phần Lan và Malaysia. Ban tổ chức không trao danh hiệu Á hậu như các cuộc thi khác, thay vào đó top 5 đều có danh hiệu. Miss Tourism Metropolitan International 2021 trao cho Hoàng Hưng Ly của Việt Nam. Miss Tourism Global 2021 thuộc về thí sinh Nigeria. Miss Tourism Queen of the Year International 2021 thuộc về Phần Lan. Và Miss Tourism Cosmopolitan International trao cho thí sinh của Malaysia. Riêng người đẹp Jessie Silana Wongso Dihacho của Indonesia đăng qua ngôi vị cao nhất Miss Tourism International. Một tháng qua, Hưng Ly quay video các phần thi dạ hội, bikini, trang phục truyền thống gửi ban tổ chức. Cô có nhiều hoạt động quảng bá Việt Nam. Ở phần thi tài năng, cô chọn vẽ tranh hình bản đồ Việt Nam, khẳng định chủ quyền biển đảo. Trang phục dân tộc của cô lấy ý tưởng từ áo dài, cánh chim mang thông điệp hòa bình, mỹ nhân 25 tuổi còn có video quảng bá di sản Hội An, trải thế giới tại cuộc thi. Hưng Ly sinh năm 1996, quê Gia Lai, cô cao 1m75, nặng 54kg, số đo 3 vòng 86, 60, 96cm. Cô từng thi Hoa hậu biển Việt Nam năm 2016, vào top 5 chung cuộc và giành giải phụ người đẹp có hình thể đẹp nhất. 5 năm qua, cô hoạt động với vai trò người mẫu nên có kinh nghiệm chụp ảnh, trình diễn các quốc. Năm 2019, cô nhận giải đồng tại Việt Nam Fashion Festival Award ở Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Miss Tourism International, Hoa hậu du lịch quốc tế là cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 1994 tại Malaysia. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp, sự đa dạng của các nền văn hóa và di sản trên toàn thế giới. Việt Nam từng có 11 đại diện tham gia cuộc thi này, gồm Á hậu Ngọc Oanh 2002, Hoa hậu Vũ Hương Giang 2003, Hoa hậu Dương Thùy Linh 2004, Siêu mẫu Phùng Ngọc Yến 2005, Hoa hậu Ngọc Diễm 2008, Người mẫu Phan Hoàng Thu 2013, Hoa hậu Nguyễn Diệu Linh 2014 và Người đẹp Trần Thị Giao Linh 2018. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.